Cận cảnh quá trình thực hiện video trông đầu khi lái xe máy của Quốc Cơ Quốc Nghiệp khác gì so với Ngọc Trinh? Trưa ngày 21 tháng 10, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ Quốc Nghiệp biểu diễn trông đầu khi đang chạy xe. Đoạn video do tài khoản đặt tên một hãng xe đăng tải lên trang YouTube khiến nhiều người thắc mắc tại sao clip này lại được xuất hiện ngay thời điểm công an vừa bắt tạm giam Ngọc Trinh. Theo hình ảnh trong đoạn clip có thể thấy, hai anh em nghệ sĩ xiếc chở nhau trên một chiếc xe máy điện, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, đồng thời biểu diễn chồng đầu khi đang chạy xe. Giải thích về đoạn video này, nghệ sĩ Quốc Cơ cho biết đoạn clip đang gây bão mạng được thực hiện cách đây khoảng 2 tháng để quảng bá cho một nhãn xe. Khi thực hiện clip, cả hai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có bảo vệ và rào chắn xung quanh, không ảnh hưởng đến nơi công cộng. Và cũng liên quan đến vụ việc này, trong sáng ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang làm rõ mục đích, động cơ, quá trình thực hiện video chồng đầu khi chạy xe máy của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Được biết, đoạn video này được thực hiện là để quảng cáo sản phẩm xe mới. Trong quá trình thực hiện, cả hai nghệ sĩ được một ekip rất nhiều người hỗ trợ. Phía trước xe máy có xe bán tải chở người quay phim, bên hông song song có một chiếc xe tải chở các thiết bị chuyên dụng như là thanh giá đỡ. Bên cạnh đó, khi clip quảng cáo được đăng tải lên mạng xã hội còn có thêm dòng chữ nhỏ để khuyến cáo, được thực hiện bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát, vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào.